Các bạn có biết mình đang làm gì không? Anh em mình sau một ngày đi tầm lan cũng có một chút thành quả là đã sưu tầm được một số hài hương. Bây giờ thì chiều rồi. Cái hướng này là hướng mặt trời lặn này các bạn này. Đó, bây giờ mặt trời vẫn còn ở tầm này. Lát nữa thôi, bây giờ khoảng 4 giờ. Đi ở cái sườn khuất nắng thì nó tối om ấy các bạn ạ. Còn về hướng này thì chỗ anh em mình hạ trại và nghỉ qua đêm. Mình đang đào xới cái đống rác này đi này. Để làm một cái chỗ bằng phẳng để tối nay ngủ ở đây các bạn ạ. Tranh thủ lúc trời còn sáng thì làm thôi. Nhiều hôm đi tầm lan về muộn quá đâm ra là ăn cơm xong mới đi đào bới tìm chỗ ngủ nó. Nó khó lắm các bạn ạ, ở trong rừng này. Không kiếm đâu ra chỗ đẹp để ngủ đâu, không kiếm đâu ra hang núi để chui đâu các bạn ạ. Hôm nay ngủ ở dưới chân một cái vách núi này. Cái vách núi này nó cao lắm. Anh em mình nghỉ ngơi qua đêm ở đây dưới cái tán cây thôi. May có cái tán cây ở dưới chân vách đá nó cũng khá là dày, nó che nắng, che sương cho. Anh em sẽ nghỉ qua đêm ở đây. Mỗi hành trình đi rừng tầm lan là những cái trải nghiệm khác nhau các bạn ạ. Phải gian nan thì kiếm được đồng tiền nó mới có giá trị. Cứ đào qua thôi, gọi là có chỗ để nghỉ ngơi, để nằm nghỉ ngơi thôi các bạn ạ. Chứ thật ra thì ngủ nó cũng không say đâu. Trong rừng này lạnh, chăn đệm không có. Cái nền đất này nó lạnh ngắt này các bạn. Nó lạnh lên lưng. Đợt đầu mình đi ngủ đất mình còn bị đau lưng. Nhưng mà ngủ sau mấy lần thì cũng thấy bình thường rồi. Mình làm được chỗ của mình rồi. Còn mấy anh em lát nữa các anh em khác phát ngủ ở chỗ này. Nãy mình phát qua cho rồi. Nhưng mà vẫn còn bụi rậm, còn phải đào cho nó bằng đi các bạn. Mình đào chỗ của mình. Giờ chỉ cần rải một cái tấm ni lông xuống đây. Rồi là lấy cái tối ngủ ra thì ngủ thôi các bạn ạ. Đi rừng thì không mang được nhiều thứ đâu. Mang nhiều thứ nó cồng kềnh, nó nặng. Leo lên được đến đỉnh núi thì kiệt sức rồi. Chỉ gọi đồ nghề nó gọn nhẹ thôi. Được xem nào. Được ba. Hình như cái này là hành trình thứ 4 các bạn. Đôi giày mới đã. Hôm nay đã rách thủng vào bên trong rồi. Căng rồi các bạn. Không biết là mai còn leo trèo được bao nhiêu nữa. Đi được có 3-4 hành trình đi rừng thôi. Đi quá nhiều các bạn ạ. Mỗi hành trình không biết là mình đi qua bao nhiêu ngọn núi trong một buổi. Một buổi thường thì mình sẽ đi từ 2 ngọn đến 4-5 ngọn núi các bạn ạ. Có những lần đi tận 5 ngọn núi, qua 5 ngọn núi. Tại vì không gặp cái lan gì cho nên là cứ cố gắng đi. Anh em mình đang đun bếp ở bên này này các bạn này. Còn một ông anh nữa thì vẫn còn ở cái sườn núi bên kia kìa. Đang tìm kiếm ở bên kia thì không được cái gì. Hôm nay mỗi mình được một số, còn hai anh em đi cùng nhau thì một vòng trời đất về rồi chỉ được có mỗi một tí tẹo thôi. Đun bếp ở đây toàn là gỗ thông các bạn ạ. Nãy mình có châm có một tí mà bây giờ nó cháy ảo ao thành đống lửa ở đây rồi. Tí nữa lại xiên thịt và nướng thịt thôi. Trong rừng cứ vậy thôi các bạn ạ. Trời thì sắp tối rồi, thịt thì chín rồi. Cháy cả rồi nhưng mà ngồi đợi một ông anh nữa. Mình đi ba anh em đi rừng thì còn một ông nữa lạc đường. Hôm nay thì cho hai anh em sắp xếp hai anh em đi với nhau, còn mình đi một mình. Mình đã về từ sớm rồi. Hai anh em thì lại tách nhau ra thì bây giờ có một ông anh thì còn ở sườn núi bên kia kìa các bạn. Từ chiều mình đã thấy gọi thấy bên kia rồi nhưng mà không biết là đi lạc kiểu gì. Đi vào trong rồi lại đi ra sang bên này lại sang bên kia. Loằng ngoằng cả đến bây giờ là nãy gọi là vẫn còn thấy ở khu nào khu bên này này này. Tối đến nơi rồi bây giờ trong rừng không thấy đường đâu các bạn. Trong này nó tối om này các bạn này. Đi trong rừng cây thì nó tối om, còn bên ngoài thì còn thấy sáng như thế này thôi. Không biết là bò cào bao giờ mới quay về sang đến đây.
nhìn những cái thung lũng như thế này nó không hề bằng phẳng như mình nghĩ đâu các bạn ạ. Bên dưới nó toàn là khe rãnh, toàn là những cái vực sâu ấy. Những cái vách đá nó chia cắt nó thành những cái vực sâu ấy. Nhiều chỗ còn không đi qua được, rồi là bụi rậm các thứ. Đi rừng nó phải đòi hỏi là rất là gian nan. Đi rừng ai phải chịu được gian nan, với lại kinh nghiệm các thứ, rất là nhiều yếu tố thì mới có thể có đủ bản lĩnh đi vào trong rừng sâu được các bạn ạ. Không thì sảnh chân một tí là lạc đường ngay. Lạc đường thì không biết bao giờ mới về được. Giữa bao la rừng núi này, ngó ở đâu thì cũng thấy cây cối, ngó ở đâu cũng thấy núi cao vời vợi này, không biết đường đâu các bạn ạ. Bây giờ ông anh là tối mò rồi, không biết là bao giờ mới mò đến đây được. Đường thì không có đường. Trong rừng này hoang vắng này không có đường các bạn ạ. Chán thật đấy. Về đến lán, về đến chỗ nghỉ hai người rồi, còn một người thì lại đi lạc. Cũng phải đến tối mò các bạn ạ. Ông em đi đón, hai anh em đón nhau thì mới đưa được nhau về đến cái chỗ ngồi này các bạn này. Đi lạc này. Đi lạc đến tối mò mới về đến cái chỗ nghỉ, mất phương hướng các bạn ạ. Đi lên núi mất phương hướng, bây giờ anh em mình mới bắt đầu ăn cơm. Mình đã chuẩn bị cơm từ lâu lắm rồi. Từ lúc hơn 4 năm, hơn 2 giờ rồi. Đến bây giờ 5 giờ kém anh em mới được ăn. May còn quay được về đến cái chỗ nghỉ ngơi, ăn cơm, 5 giờ kém. Uống rượu. Rồi mỗi người một hai ngụ cho nó ngủ ngon. Một ngày vất vả các bạn ạ. Anh em đi không đúng hướng, lạc lung tung cả. Bữa cơm của tối của anh em mình ở trong rừng thì thịt thì có thịt nướng ướp sẵn mà người chỉ việc nướng thôi, còn cơm thì phải gói sẵn các bạn. Ăn cơm nguội thôi. Ăn cơm xong rồi, vẫn còn rất là sớm các bạn ạ. Bây giờ cũng chỉ 6 rưỡi 7 giờ tối thôi. Chả biết làm gì được, ngủ thì không ngủ được. Anh em ngồi quây quần với nhau bên cái bếp lửa. Ở đây các bạn ạ, đây là cái loại gỗ quý lắm, nhưng mà ở trong rừng này nó chả là cái gì cả. Cái này là cái gỗ thông tre. Thông tre, thông núi đá, thông tre rồi là bách xanh các thứ ba lung tung gì đó ở trên đỉnh núi này. Người ta xẻ từ cách đây rất là nhiều năm. Bây giờ chỉ còn lại những cái tấm, cái bìa người ta bỏ lại thôi. Còn cái phần gỗ quý thì người ta lấy đi rồi. Những cái tầm bìa này mà nếu mà ở chỗ mình ấy, thì nó vẫn còn rất là giá trị. Nhưng mà ở trong rừng sâu này thì nó chả là cái gì cả. Cho nên anh em mình chỉ dùng để đun bếp thôi. Hôm nay tá túc ở đây, có cái bến gỗ ở đây thì đốt, phải nói là nó cháy cháy kinh khủng luôn các bạn. Các bạn thấy không? Cái ngọn lửa gỗ thông nó có cái dầu, nó cháy cực mạnh luôn. Mình vứt mấy miếng lên mà nó cứ cháy ảo ảo ấy. Sáng cả khu rừng luôn. Nó có dầu, công nhận có dầu nó khác các bạn ạ. Cái gỗ nghiến mình thỉnh thoảng mình hay ở trong rừng thì mình hay có những cái bìa gỗ nghiến mình đốt thì nó không cháy như này đâu, nhưng mà gỗ thông thì nó khác, cháy rất là mạnh. Một cái loại gỗ quý các bạn ạ. Ở trong rừng này gọi là rừng sâu. Tâm sự với các bạn một chút này, ở trong rừng này thì rừng sâu thật. Cách đây khoảng 10 năm về trước, 10 đến mười mấy năm về trước thì phải nói là lúc đó mình còn nhỏ nhỏ thôi. Phải nói là cái tầm đó là cái tầm rầm rộ nhất mà người ta đi. Ngày xưa ấy, ngày trước đấy thì người ta làm gỗ một cách rất là tự do. Có người quản lý nhưng mà nó là một cái hệ thống nó rất là phức tạp. Cho nên cái đấy là nhiều vấn đề mình không dám đả động đến. Nó là cuộc sống thôi, cũng là phục vụ cho cuộc sống của người dân, mà cũng là phục vụ cho cuộc sống của rất là nhiều các thành phần trong xã hội khác. Tài nguyên thiên nhiên mà các bạn, kể cả mình đi rừng bây giờ cũng vậy thôi, cũng là dựa vào cái tài nguyên thiên nhiên để trang trải cái cuộc sống gia đình mình. Cũng là một cái phần đam mê, mà một cái phần nó là vì cuộc sống, cho nên là anh em mình mới phải ngồi ở đây, phải ngủ ở đây, rồi là bò cào trên những cái đỉnh núi rất là gian nan. Nó là cuộc sống các bạn ạ.
Dù là khía cạnh nào nó cũng vậy. Bây giờ thì cái, như cái khu rừng này thì được quy vào cái rừng phòng hộ, tức là không chặt phá những cây gỗ to nữa. Còn trước đây thì thoải mái, bây giờ thì người ta hạn chế rồi, nhưng mà trong này nó vẫn còn bao la lắm các bạn ạ. Cây cối các thứ, những cái loại gỗ quý thì không còn như cái gỗ mình đang đốt này. Chỉ có cây nhỏ trên đỉnh núi thôi, còn cây to thì không có nữa đâu. Cây to thì đấy, các bạn đang được thấy cái phần gỗ thì xong rồi, còn cái phần bìa thì anh em mình đang đốt để sưởi ấm đêm nay. Anh em mình sẽ ngủ qua đêm ở cái khu rừng này. Mình đã đào được một cái chỗ ở trong kia rồi, bằng phẳng rồi, lát nữa lót cái tấm ni lông lên là ngủ thôi. Chợp mắt một lúc để cố gắng ở nhà thì mong sao đêm nó dài một tí để mình ngủ thêm, nhưng mà ở đây thì mong sao trời nó sáng nhanh một tí các bạn ạ, để anh em mình lại lên rừng, lại tiếp tục những cái hành trình phiêu lưu trên những cái dãy núi và sưu tầm những cái cây lan rừng về để chia sẻ cho các bạn. Tiếp tục đến ngày mai mình sẽ có những hành trình và sẽ tiếp tục chia sẻ đến các bạn những cái đoạn video nhé. Không biết là các bạn đã bao giờ được ngủ dưới một cái tán cây rừng như mình chưa? Mình thì cũng bây giờ cũng thấy quen dần với cái cảnh như thế này rồi các bạn ạ. Mỗi buổi đêm lang thang lang bạt giữa rừng sâu, và anh em mình sau khi cơm nước xong thì lại nghỉ ngơi dưới cái tán rừng, tán cây. Có những khi thì bên dưới vách đá, những cái hang. Còn hôm nay thì chỉ ở dưới tán cây rừng thôi các bạn ạ. Tối lắm, buổi tối nó vậy đấy. Hôm nay mình ngủ ở bên dưới cái bụi dứa rừng này các bạn này. Ở đây có một cái bụi dứa rừng này. Không biết là bao giờ mới đến sáng, không biết là sẽ ngủ được giấc nào không. Nhưng mà sau một ngày rất là mệt mỏi thì anh em mình vẫn phải duỗi lưng tìm cái chỗ nghỉ ngơi và ngủ một giấc các bạn ạ. Trong cái túi ngủ này nó cũng lạnh lắm các bạn. Nó lạnh nhất là lạnh cái lưng, tại vì mình ngủ giường xuống dưới đất này. Ngủ bình thường ngủ giường không có đệm mình còn thấy lạnh các bạn ạ. Cuộc sống bây giờ điều kiện nó khá hơn rồi, ngủ thì phải có đệm. Ngày xưa thì chỉ ngủ giường tre, giường chiếu thôi, bây giờ thì giường đệm rồi là đủ thứ tiện nghi. Nhưng mà trong rừng sâu này thì chỉ trải cái tấm ni lông thôi, chỉ trải một tấm ni lông lên trên đất và anh em sẽ ngủ nghỉ ngơi một giấc. Ông anh hôm nay đi lạc về mệt quá, cũng thấy nghỉ nhanh lắm, không chịu ngồi bếp nữa. Giờ anh em mình sẽ bắt đầu một giấc ngủ qua đêm giữa rừng sâu, và hẹn gặp lại các bạn vào buổi sáng ngày mai, sẽ có những tâm sự, những trải nghiệm về cái hành trình đi rừng đi tầm lan của mình tiếp các bạn nhé.